Hello, xin chào các bạn. Các bạn vào đây vô hàng. Đây. Rồi. Các bạn xem. Cái vô lăng nè ha. Đó. Cái màn hình giải trí nè. Hiển thị nè. Camera 360 nè. Đó, hệ thống hỗ trợ nè. Coi xung quanh xe nè. Rồi. Cái tu bin máy lạnh nè các bạn. Cái đồng hồ lái nè. Cái hiển thị nè. Rồi. Toàn bộ cái không gian màu sắc của xe nè, nhìn đẹp không các bạn? Thật sự mà nói đó, như cá nhân Hoàng nè, khi mà Hoàng coi em này trên mạng á, Hoàng đã mê mẩn rồi. Tới ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây cảm nhận em nói trực tiếp thì mình mới thấy là cái tình yêu mình dành cho cái em này thật sự là hoàn toàn chính xác. Vâng các bạn, đây là khoang nội thất của em C-Class hoàn toàn mới. Và đặc biệt đây là một trong hơn 100 xe, khoảng 130 xe được nhập khẩu về Việt Nam. Nhìn đã ha. Khi mà Hoàng thấy em nói trên mạng á, các bạn tin không, là Hoàng đã đặt cọc ngay. Nhưng mà Hoàng chờ cái phiên bản lắp ráp. Tại vì ban đầu á, cái dự kiến của em C300 này nè, là khi nhập về là sẽ nhập về bàn giao cho khách hàng vào tháng 2, tháng 3. Sau đó cái phiên bản lắp ráp sẽ ra mắt vào khoảng tháng 7, tháng 8. Nhưng mà vì nhiều vấn đề ha, nhiều lý do. Thì đến ngày hôm nay là một trong những ngày đầu tháng 6 thì những chiếc C300 phiên bản nhập khẩu này mới được bàn giao đến cho khách hàng. Và đây là một trong những chiếc đầu tiên chuẩn bị được bàn giao đến cho khách hàng các bạn. Rồi, chúng ta cùng khám phá sơ sơ em nói chút xíu ha. Như Hoàng thấy á, như nếu mà nói về cảm giác lái, thiên về cảm giác lái thì Hoàng nghĩ chắc BMW là cảm giác lái đã nhất. Về cái sự thanh lịch thì về trong những cái đường nét thiết kế thì Hoàng dành điểm cao cho Audi. Nhưng nếu nói về những cái thiết kế, về không gian nội thất, về những cái cảm nhận, về những cái sự tiện nghi thì Hoàng nghĩ Mercedes luôn đứng đầu về những cái điểm cộng đó mà. Thật sự lần này là Hoàng thấy Mercedes-Benz Việt Nam cũng như là Mercedes-Benz trên thế giới đã ưu ái quá nhiều cho cái dòng C-Class hoàn toàn mới này rồi. Các bạn biết không, như một dòng sản phẩm bên mẹ có một cái tuổi đời là khoảng 6 năm và kết thúc một cái tuổi đời thì sẽ cho một cái sản phẩm hoàn toàn mới từ bên trong lẫn bên ngoài. Và đây là một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới của những chiếc C-Class. Đó, đây, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài khám phá thử em nói nha. Vâng các bạn, đây, C-Class hoàn toàn mới các bạn. Thì một cái dòng sản phẩm của Mercedes có tuổi đời là khoảng là 6 năm. Đây là thế hệ mới nhất trong năm 2022. Thì khi mà Mercedes đổi mẫu thì là tất cả những cái thiết kế sẽ thay đổi theo, kèm theo những cái chức năng và những cái công nghệ hiện đại nhất. Thì trong năm 2022 thì bên Mercedes có ra hai dòng sản phẩm, đó là S-Class và C-Class. Mà Hoàng nói thật sự Mercedes ưu ái cho C-Class nhiều quá. Khi mà tất cả những cái công nghệ hiện đại tiên tiến nhất của Mercedes trên thế giới hiện giờ đều nằm trong em này hết các bạn. Chúng ta khám phá sơ sơ nha. Ví dụ đầu tiên là bộ đèn. Đây là hệ thống đèn Digital Light. Theo như thông số thì nó còn xịn sò hơn cái hệ thống đèn multibeam. Hiện giờ hệ thống đèn multibeam của Mercedes là gần như là hệ thống hiện đại nhất rồi các bạn. Nhưng bộ này còn xịn hơn nữa các bạn. Thì theo mà cái thông số thì số lượng bóng LED và số lượng điểm ảnh của đèn Digital Light nhiều hơn multibeam, khiến cho cái độ sáng và cái độ chiếu nó chi tiết hơn các bạn. Cụ thể là Hoàng ví dụ như khi cái hệ thống đèn Digital Light này lên dốc hoặc xuống dốc thì cái hệ thống đèn sẽ tự điều chỉnh để không bị chĩa lên quá cao hoặc là quá thấp mà luôn luôn nằm trên đoạn đường đi. Ngoài ra còn nhiều tính năng hay ho lắm, nhưng mà bị vướng về cái đăng kiểm của Việt Nam đó, Hoàng hy vọng là bên đăng kiểm sẽ thông qua để cái bộ đèn Digital Light này nó phát huy hết được tác dụng ha. Đây, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp theo. Thì đối với dòng C300 phiên bản nhập khẩu thì
có một cái dàn mâm AMG khá là đặc biệt ha, với một cái thiết kế rất là đặc biệt. Đó là chúng ta thấy có một cái vòng ở giữa như thế này nè. Theo Hoàng tìm hiểu sơ sơ đó nha, thì cái vòng này khiến cho gió có thể vào cái hệ thống phanh nhiều hơn, giúp phanh mát hơn. Đó là Hoàng tìm hiểu được, còn không biết có chính xác không. Nếu mà không đúng thì các bạn cứ comment cho Hoàng biết nha. Đó. Và cái thay đổi nhiều nhất là nằm ở khoang phía sau. Khi bộ đèn đi theo cái thiết kế mới, đó là nó dạng tam giác ha. Chúng ta nhìn ở đây. Đó, nó không còn như những cái thiết kế cũ nữa. Thì cái thiết kế này bây giờ thì là dòng S và dòng E mới nó cũng có cái thiết kế tương tự như vậy. Thì theo Hoàng tìm hiểu trên mạng thì Hoàng thấy khi cái thiết kế này ra của Mercedes thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều ha. Nhưng có một điều Hoàng tin rằng là các bạn cứ cảm nhận đi, một thời gian chắc chắn các bạn sẽ thấy em nó đẹp. Đó là ý kiến cá nhân của Hoàng. Rồi, chúng ta chỉ nói sơ như vậy thôi các bạn. Chúng ta chỉ nói sơ như vậy thôi. Bây giờ Hoàng sẽ chuẩn bị mọi thứ để Hoàng bàn giao đến nhà khách hàng. Hoa Hoàng cũng đã chuẩn bị xong, bong bóng này kia Hoàng chuẩn bị xong. Thì đây là một trong những nữ khách hàng liên hệ và đặt xe chiếc C mới này với Hoàng là đầu tiên luôn. Hai anh em liên hệ với nhau chính xác là khoảng 7-8 tháng trước, khi mà hai anh em ký hợp đồng đặt cọc với nhau. Và ngày hôm nay em là một trong những khách hàng đầu tiên ở Việt Nam đón nhận được cái xe C-Class hoàn toàn mới. Hoàng tiết lộ luôn, đây là chị ruột của Ngọc Trinh. Rồi, Hoàng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ Hoàng cùng mời các bạn đi theo Hoàng bàn giao chiếc C300 mới nhất hoàn toàn này đến cho chị của Ngọc Trinh nha. Đi. Mời khám phá xe. Đây. Đó. Ngon lành. Rồi anh mời em bóp tem. Đó. Góc quay. Quá đã. Được không em? Được không em? Quá đẹp, quá đẹp. Hai anh em đặt xe với nhau là sau khi mà đặt xong là tới ngày hôm nay mới là biết chiếc xe nó ra làm sao. Dạ đúng rồi. Ừ. Em thấy trên trên mạng này kia em nhìn thấy đẹp rồi, mà ở ngoài nó thấy nó đỉnh tới cỡ này. Đúng rồi. Vô ngồi cảm giác nó sang lắm. Đúng rồi. Quá VIP. Đi là nhiều xe lắm rồi, em đi là anh biết là nhà dạ. Em đi rất là nhiều xe rồi. Đúng. Bà xã em là người liên hệ với anh đặt chiếc này đầu tiên chứ bộ. Dạ. Đặt lúc đó anh bắt cười lắm, lúc đó là tối đâu, khuya nhắn, sáng sớm là chuyển cọc. Mới có 6 giờ sáng. Không, chờ đợi con này là xứng đáng anh Hoàng ơi. Đúng rồi. Nó quá đẹp. Đi giờ anh vô anh hướng dẫn cho em sơ sơ cái. Dạ ok.
Đó thì cái này toàn bộ phần chỉnh thì nó nằm máy lạnh thì nó nằm đây hết này, thấy không? Dạ. Em muốn chỉnh xe thì em bấm vô ngôi nhà nó có đây hết. Hiện giờ là nó tiếng Việt hết rồi. Dạ. Đó. Thấy không? Phần cài đặt em vô phần cài đặt ở đây nó có được cài đặt đủ thứ hết. Tránh va chạm nè ha. Hỗ trợ phanh chủ động là tự thắng nè. Cái này nó hơi nhạy nè. Dạ. Hỗ trợ là nó có ghi hết nè. Attention assist có nghĩa là chống buồn ngủ. Ừ. Khi mà em vô xe này là nó ghi nhận của em là rất là nhiều cái hành vi. Yeah. Em đi trên đường em buồn ngủ là nó sẽ báo em. Camera này có full luôn bật rồi này kia. Chế độ đổ xe tự động đủ hết luôn. Rồi cái phần xe thì em không cần quan tâm. Mấy cái này thì là anh cài hết cho em rồi. Đèn của mình là đèn digital light. Tất cả thì anh set cho em tự động hết rồi ha. Có đèn trang trí nội thất. Em có thể đổi màu, nhiều màu hay một màu đều được hết, màu nào cũng được hết, không? Tất cả này cảm ứng một chạm hết. Hiệu ứng cũng đều có hết, hiệu ứng là không khí, có nghĩa là cái không khí nè, nó ghi nè, thay đổi cài đặt nhiệt độ sẽ thể hiện được trực quan đèn trang trí nội thất, có nghĩa là trời nóng trời lạnh đèn nó đổi màu sắc theo khí hậu, kiểu gần tháng ra vậy thôi. Đó, chỉnh nhiệt độ hai bên không vô. Vô ngồi đây nhìn phê quá anh. Phê ha. Vô ngồi phê thiệt đó chứ. Mình đi nhiều xe chứ chiếc này vô ngồi không thấy nào. Với lại hôm nay cái dòng xe mẹt mới này nè, em nhìn thấy có chữ EV nè. Dạ. Có nghĩa là nó thêm một cái boost điện. Điện đó. Em đề với em chạy nó có thêm một chút xíu. Nó tăng nhiều, tăng mã lực ngọt hơn. Lần này là mẹt quyết tâm là làm để cho em cái cảm giác lái tiệm cận như lại BM. Dạ. Thật ra em trải nghiệm thử ngoài quận 7 là anh hết bài. Tất cả cái phím bây giờ nó đều là cảm ứng hết. Em vuốt một cái là xong. Thấy không? Vuốt một cái là xong. Mình sẽ chơi toàn cảnh đằng trước đằng sau. Cái phần option chỗ này carbon đều mới hết. Vuốt ở đây nè. Nút cũng vậy. Nút em nhìn vậy thôi chứ mà nó là cảm ứng. Em chạm vô là nó nói. Thấy không? Cảm ứng hết đúng không? Đúng rồi. Nó trầu chuốt lắm. Nó trầu chuốt lắm. Đúng không? Đó, những cái đồ để ly rồi bấm nút vừa bẻ ly vô rồi sạc không dây. Yeah. Type C, USB Type C. Yeah. Apple CarPlay 2 cổng đây. Đó. Nhiều lắm, nó trâu chuốt từng cái một cái học đằng sau. Chỉnh gió rồi này kia. Xuất sắc quá anh. Cái này là thắng tay, nhưng mà mẹt á, khi em về B em mở cửa là tự thắng tay. Yeah. Em vô số em nhấp nhẹ miếng ga là tự xả thắng tay luôn. Dạ yeah, dạ. Yeah. Lái là sau này quang cũng lái mạng nhiều rồi đúng không em? Lái chơi của mấy đứa bạn thôi, đi chiếc Audi với lại em chỉnh cái màn hình trên đây thì nó có ngôi nhà là em bấm vô thử. Đó, nó cho em lựa chọn đồng hồ, em vuốt qua, nó có nút cảm ứng, nó có nút mũi tên qua lại, thấy không? Thôi em chỉnh mấy cái ở trên đó. Đó, thấy không? Đồng hồ này đẹp lại. Đúng rồi. Còn ngôi còn nhà nhiều đấy không ta? Đây. Còn nhiều lắm nhưng mà quan trải nghiệm đi, thiệt ra anh còn chưa có cơ hội trải nghiệm xe này nữa. Dạ ok á. Chắc em phải tự mò rồi. Nói đùa chứ nó cũng cơ bản lắm. Dạ. Sau này là nó đi về cái thân thiện rồi. Thành ra là tất cả mọi thứ nó cũng rất là cơ bản. Dạ. Tiếng Việt rồi này kia hỗ trợ hết. Tại vì nó gần như bây giờ trên cái bảng điều khiển này em thấy đâu có nút gì đâu. Dạ đúng rồi. Nằm đây hết cho em rồi. Thiệt, xe này ra anh cũng định mua một chiếc mê. Đó, bữa anh Hoàng up lên đó là em vô em coi liền. em coi hôm nay trời sao cho mẹ cái định chứ ta. Nhưng mà hôm nay mình ngồi trên đây mình thấy cũng khiếp á. Ừ. Thật sự luôn á. Mà cái giá nó đâu có gọi là ghê lắm đó đâu, đúng rồi. Thật sự nó cũng khiếp á. Đỉnh thiệt chứ bộ, đèn đó dữ lắm em. Dạ. Có nghĩa là xe của em nó có một cái đèn digital light. Thì nó có một cái bộ phận quét thông minh để xử lý. Có nghĩa là nếu như xe này ở bên nước ngoài thì cái đèn đó nó đo cho em cái đường đó, người đi bộ như thế nào, nó hiện trên mặt đường hết luôn. Nhưng vì ở Việt Nam mình đăng kiểm không cho phép cái đó. Yeah. Nếu sau này cho phép nó sẽ up lên được cái đó. Đèn này hiện giờ là đèn đỉnh nhất trên thế giới luôn. Dạ đúng rồi, em bữa em cũng có tìm hiểu, anh up lên tìm hiểu nhưng không cái khúc này làm đẹp hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Chụp hình đẹp đỉnh cao ha. Chê được thật sự luôn á chứ. Thật sự là kiếm một cái lỗi chê là không có. Không có. Không có đúng không? Thật sự không có. Đi rất là nhiều xe rồi không có anh Hoàng ơi. Không em lái, em trải nghiệm thử khúc lái xong rồi em nhắn cho anh nghe nữa. Coi dạ. Coi lái nó làm sao nữa. Dạ. Chế độ lái nằm ở đây nha Hoàng. Đây nằm ít dạ. Nè. Để bình thường được đó.
em ơi, C là comfort, S là sport, S cộng nè, không. Nhưng mà em để bình thường là được rồi, em để chữ C. Đúng rồi, không cần phải tiết kiệm đâu. Yeah. Cái này nó vừa can thiệp vô cái vô lăng nè, động cơ nè, đã lắm. Yeah. Tất cả mọi thứ nằm đây, đa phần tiếng Việt hết. Giấy tờ anh bỏ đây hết, yeah. Bỏ hết trong đây giấy tờ cho em luôn. Nhưng mà nó chưa có cà vẹt ha, mới có giấy hẹn thôi. À. Khi nào mà tới ngày anh sẽ báo em. Dạ. Xong rồi anh cho người đi lấy giùm em. Dạ dạ cảm ơn anh. Ừ. Chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn quá. Hai này mình chụp tấm hình. Dạ. Đẹp quá mày. Xả này ngon. Đúng ra nó về cho mấy anh em mình từ hồi tháng 2 tháng 3 ngon hơn. Chụp chặt giấy tờ đồ này kia. Xứng đáng ha. Xứng đáng anh. Ừ. Đường màu đen nó hết. Có nghĩa là hồi xưa là cái dòng si á nó tương là dòng bình thường của bên mạng thôi. Nhưng đúng mà đợt rồi. Này là nó tập trung vô rất là nhiều. Đợt này nó gọi nó là tiểu S luôn em. Thì cái S450 đâu có đèn display đúng không? Đúng rồi. Không có coi tìm hiểu nó ngày này dữ luôn rồi đó. Nó hơi bị đỉnh không? Bị đỉnh luôn. À. Em nói giờ em nè, xe này là không còn dê được. À. Không AMG thế hệ mới. Cầm bó hoa vô nhà cho vợ giùm anh nè. Dạ. Cho đem lên xe luôn. Ờ, hoa anh hoa xịn đó. Dạ. Đẹp mà. Dạ. Vợ thích em cực kỳ luôn. Ờ. Đem về nhà em ha. Đây. Rồi, chúc hai vợ chồng đi thử vòng vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn Hoàng nhiều. Rồi, ok. Anh đi luôn nha. Có gì em gọi anh nha Quang. Dạ. Vâng các bạn, bây giờ Hoàng đã bàn giao xong chiếc xe C300, một trong những chiếc C300 nhập khẩu đầu tiên về tới Việt Nam cho những khách hàng đầu tiên, đó là Quang và Bích, cũng là chị gái ruột của người mẫu Ngọc Trinh các bạn. Thì sắp tới thì là dòng cái C300 này là số lượng có hạn. Sắp tới thì Việt Nam sẽ cho ra 3 phiên bản C-Class, đó là C200, C200 Advance và C300 nhưng mà phiên bản lắp ráp. Thì là sẽ dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 hoặc là tháng 8. Nếu như các bạn muốn tham quan thì có thể liên hệ với Hoàng để chúng ta cùng tham khảo ha. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều khi các bạn đồng hành cùng Hoàng trong chiếc clip là này. Nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Hoàng một like cho một share nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.